Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm hé lộ mối quan hệ với con gái Vũ Linh, tiết lộ mối quan hệ với ông Hoàng Hồ Quảng. Vừa qua nhân chuyến về Việt Nam thăm gia đình, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã bất ngờ xuất hiện tại mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ ăn vận đơn giản, khuôn mặt buồn bã và không chia sẻ thông tin gì ngoài việc thăm viếng mộ của người tình sân khấu Vũ Linh lẫn các đồng nghiệp khác. Đây cũng là lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm về nước kể từ khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời hồi tháng 3 năm 2023. Trước đó, sau khi hay tin đồng nghiệp thân thiết ra đi, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm cho hay bản thân thức trắng đêm, thương tiếc trước sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tôi và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có nhiều kỷ niệm, thương cũng thương rất nhiều nhưng giận cũng không ít. Tuy nhiên những lần giận nhau mình nghĩ là không đáng vì lúc đó tôi còn trẻ. Đến giờ khi anh ra đi, bao giận hờn không còn nữa mà để lại nhiều kỷ niệm không bao giờ quên. Một người bạn diễn, một người anh mà tôi thương mến. Việc từ Mỹ về Việt Nam rất khó khăn, khi ba mất tôi cũng không về được. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm từng trải lòng về việc không về dự đám tang của đàn anh. Thời gian qua, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến con gái cố nghệ sĩ và Thanh Thanh Tâm. Chia sẻ về nghi vấn là mẹ ruột của Hồng Loan, nữ nghệ sĩ thẳng thắn cho hay: hoàn toàn là tin thất thiệt, không có cơ sở. Tôi và anh Vũ Linh chỉ là đồng nghiệp. Lúc trẻ đã từng có cảm tình, nhưng rồi chúng tôi chỉ dành hết trái tim yêu thương cho vai diễn. Tôi cảm ơn sự yêu mến của số đông khán giả dành cho nghệ sĩ và sân khấu. Nhưng xin đừng thêu dệt chuyện sai sự thật. Tôi chỉ có hai người con, không liên quan gì đến Hồng Loan như lời đồn đại. Được biết sinh thời, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm từng là cặp đôi vàng của sân khấu cải lương. Cả hai cũng chạm đến trái tim khán giả khi vào vai tình nhân trong các vở tuồng như Hòn Vọng Phu, Sa Phu Đi Sứ, Những Đứa Con Oan Nghiệt. Được biết nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thanh, là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng và cố nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Thanh Thanh Tâm sớm đã thừa hưởng những tinh hoa cải lương. Tài không đợi tuổi, bà theo chân ba mẹ đi hát từ năm 4 tuổi. Đến 8 tuổi đi đóng phim và được mọi người ưu ái gọi với danh xưng thần đồng cải lương. Thanh Thanh Tâm có đôi mắt rất buồn, nét mặt thanh tú, một nét đẹp sang. Khi diễn xuất thì có chiều sâu nội tâm nhân vật. Khi diễn các vở tuồng dã sử hay tuồng tàu, điệu múa nhuần nhuyễn và đúng phong cách tuồng tàu hay loại tuồng cổ, nên Thanh Thanh Tâm hát vai tuồng nào cũng hay, cũng đẹp. Tuy là thần đồng trong giới cải lương nhưng cái tên Thanh Thanh Tâm thực sự tỏa sáng và trở thành một hiện tượng khi cô hát cặp cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại đoàn Trần Hữu Trang 2 vào năm 1987. Cả hai tạo nên một cặp tình nhân sân khấu cực mùi mẫn qua các tuồng như Nước Mắt Bạo Lực, Tình Yêu Tên Cướp, Hòn Vọng Phu, Sa Phu Đi Sứ, Những Đứa Con Oan Nghiệt. Trong suốt 2 năm dài, cặp đôi là một hiện tượng kỳ lạ khi Thanh Thanh Tâm hay Vũ Linh hát với một diễn viên nào khác thì không thu hút khán giả mãnh liệt như khi hai nghệ sĩ này hát chung với nhau trong một tuồng. Khán giả hình thành những fan để hoan hô, ủng hộ nồng nhiệt Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh. Đến độ khán giả la ó phản đối không cho Vũ Linh hay Thanh Thanh Tâm hát cặp với nghệ sĩ nào khác. Mãi đến khi có sự xuất hiện của nghệ sĩ Tài Linh, đôi tình nhân này mới tách ra. Nhiều khán giả quá si mê Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm đã cho rằng Tài Linh là kẻ phá bĩnh đôi tiên đồng ngọc nữ của sân khấu. Tuy nhiên sau thời gian hát cặp với Vũ Linh, Tài Linh lại vụt sáng thành sao và khán giả cũng dần quên cái tên Thanh Thanh Tâm bên cạnh Vũ Linh một thời. Năm 1981, cô kết hôn với con trai của đạo diễn Lưu Chi Lăng. Đến năm 1985, cô sinh con gái đầu lòng mang tên Lưu Thị Ca Dao. Khoảng những năm 1988, cô và chồng ly hôn, con gái sống cùng với cô. Năm 2000, cô tái hôn với một người chồng ngoài nghề hát. Chồng cô luôn giúp đỡ và khuyến khích cô khi Thanh Thanh Tâm có dịp xuất hiện trên sân khấu. Thế nhưng hạnh phúc không kéo dài, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm ly hôn chồng không lâu sau đó. Cô một mình nuôi hai con ăn học. Chạm ngưỡng 60 tuổi, bà vẫn được khán giả, đồng nghiệp yêu thương nhắc đến dù đã rời hào quang sân khấu. Đáng tiếc cuộc sống đời tư của bà lại không may mắn như sự nghiệp. Trải lòng tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà tập 114 với Thúy Nga, nữ nghệ sĩ ngậm ngùi: trong lòng tôi suy nghĩ cái hào quang đó là tự tôi mê nghề cố gắng hát thôi, chứ thực sự tôi không thích nó. Mỗi lần hào quang ở trong nghề của tôi tới, y như rằng sau đó sẽ có một điều không may mắn đến, nhất là chuyện tình cảm. Trong cuộc đời đi hát mấy chục năm, rất nhiều lần tôi xin tổ nghiệp không đi hát nữa nhưng tổ không cho. Được biết thời điểm đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư, làm lại từ đầu. Trước đó, nữ nghệ sĩ đã đi diễn ở Mỹ nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ sẽ sang ở luôn.
Khi mẹ mất, bà vì đau buồn mà có quyết định rẽ ngang này. 10 năm bên Mỹ, dù đối mặt với nhiều khó khăn, tủi thân, khi ở đất khách quê người nuôi hai con ăn học, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm cũng chưa một lần hối hận hay hổ thẹn với những công việc tay chân bà đã chọn. Tôi cũng xác định qua đây nghề hát là nghề phụ, nhưng cũng nhớ anh em nghệ sĩ nhiều. Vừa qua Mỹ tôi đi học làm nail mà có nhiều người giữ lắm, khiến tôi sợ, được 2 năm thì tôi nghỉ. Rồi tôi đi làm bưng bê, dọn bàn, thu ngân cho một tiệm phở. Được một thời gian, cô quản lý nhỏ tuổi hơn con gái tôi nạt tôi. Tôi thấy cô ấy không tôn trọng người lớn, khóc quá trời rồi xách túi đi về. Tôi thấy công việc đó không có gì xấu hổ, nó cũng là công sức của mình. Tôi quay trở lại làm nail, chăm sóc da mặt, tới bây giờ là 8 năm, dần dần cũng phải chấp nhận theo nghề này. Con mình thấy mẹ lâu lâu về nhà khóc, bảo mẹ đừng đi làm nữa, các con lo được mà tôi không ở không được, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Định cư xứ người nhưng lửa nghề của Thanh Thanh Tâm vẫn cháy đều cháy đượm. Bà mang từ Việt Nam qua mấy thùng đồ diễn, kịch bản tuồng, khi nào có show vẫn nhận lời để thỏa nỗi nhớ nghề. Trước thắc mắc của Thúy Nga về chuyện tình yêu với nghệ sĩ Vũ Linh ngoài đời, Thanh Thanh Tâm thẳng thắn khẳng định đó chỉ là tình yêu trên sân khấu. Ai hát chung với anh Linh cũng thích vì ảnh hát rất nâng đỡ cho người bạn diễn. Từ chỗ nâng đỡ thì sau này sẽ thành chỗ để liên kết với nhau. Chúng tôi chỉ có tình yêu trên sân khấu thôi, còn ra đời tôi với anh Linh cãi nhau suốt. Nhiều khi trong hậu trường cãi mà không nhìn mặt nhau luôn. Nhưng bắt đầu tới cảnh diễn là phải ôm nhau thắm thiết, rất cảnh đó đi vô lại giận tiếp. Cũng có một đôi lần chúng tôi giận nhau tới mức không muốn diễn chung, nhưng đó là sự hiểu lầm thôi. Đôi khi mình giận nhau vậy đó, nhưng bước ra sân khấu, tôi không còn là Thanh Thanh Tâm nữa mà là nhân vật trong vở diễn. Anh Vũ Linh cũng không phải là Vũ Linh nữa, bà bày tỏ. Theo nghệ sĩ Diệu Hiền, người thầy đáng kính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông từng đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ ý định lập gia đình. Nghệ sĩ Diệu Hiền khuyên học trò nên chậm lại để xem tình cảm phát triển thế nào rồi hãy về quê nói chuyện với mẹ ruột. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm tiết lộ thêm: "Tôi phân vân tại sao người ta nói bên Mỹ phải cần một người đàn ông. Mọi người cứ kiếm người làm mai cho mình, tôi cũng hơi khó tính một chút, giới thiệu ai tôi cũng nói không được, mà thực sự tôi cũng không muốn. Tôi thấy bên Mỹ sống một mình sướng mà, đâu cần người đàn ông, cái gì tôi cũng tự làm được hết. Ngày còn trẻ tôi quen cũng nhiều, bây giờ tôi mỏi mệt rồi. Tôi nghĩ chắc con cũng không muốn tôi đi bước nữa. Các con thấy chuyện tình cảm của tôi không tốt, buồn nhiều hơn vui, nên nghĩ mẹ ở vậy tốt hơn." Ở thời điểm hiện tại, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm mãn nguyện với cuộc sống, không có ý định mở tiệm nail vì không thích cáng đáng gánh nặng khi làm chủ. Bà cũng không tham vọng và chỉ mong một live show có đầy đủ anh em nghệ sĩ để thỏa nỗi nhớ nghề, nhớ đồng nghiệp. Ngoài đời, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm giống như người phụ nữ bình thường, giản dị mà đa đoan, dịu dàng mà quyết đoán. Sự có mặt của Thanh Thanh Tâm trên sân khấu cũng như ở ngoài đời, với các bạn bè hay người ái mộ, luôn luôn mang theo một cái gì tươi trẻ và nồng ấm.